lựa chọn là diễn cũ, nếu muốn bài nào chúng ta diễn, chúng ta sang năm một sinh. Tăng các rác thải sinh hoạt của các thành thị và nông thôn, rác thải công nghiệp sinh hoạt tăng trung bình 15% năm, tổng lượng ước tính là 300 tỷ đồng để xử lý rác. Tuy nhiên, hầu hết rác thải sinh hoạt vẫn chỉ được chôn lấp tại các bãi. Các học sinh hôm nay được sự cho phép của phòng giáo dục đào tạo trường trung học cơ sở Tân Quang chúng ta. Đội thi của 82, Cảm Dương. Và đây là Diễm Quỳnh, là văn thể của lớp em. Chúng em đến đây. Mới là hai em còn lúc rồi. Ấp bạn xuống. Đừng để bạn thấy. Nhấc cao lên. Và những em kia không có tham gia ngồi lui ra thôi. Hai con bả đáp B xin mời. Hai con bả đáp B xin mời. Em đưa đáp án vào đây, thầy quan sát là có nhiều loại đáp án, trong đó có B và C. Đáp án đúng với chúng ta sẽ là đáp án B. Các thầy thấy có sự khác biệt của các đáp án. Để nguyên bản nha, và đáp án đúng thì hai. Như vậy thì để chuẩn bị cho tốt, các em mua sách tập 2 nè. Nhớ chưa? Chuẩn bị học cho tốt thầy. Chúng ta tăng cường giải để làm sao theo kịp các cái vòng.